trở lại với chuỗi bài giảng về lộ trình luyện thi TOEIC Listening cho trình độ 500 đến 750 điểm. Và lại là cô đây, Miss Ngọc Thủy đến từ hệ thống Miss Hoa TOEIC nha. Và để tiếp nối với chuỗi bài giảng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào Unit 6 với Questions with Why and What. Với các loại câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi là Why và What thì chúng sẽ có những cách trả lời như thế nào và tính ứng dụng của nó trong bài thi là gì? Thì hãy cùng cô đi vào bài ngày hôm nay nhá. So, let's get started. Đầu tiên các bạn sẽ cùng đi vào Questions with Why. Câu hỏi về Why sẽ có những cách trả lời như thế nào nhỉ? Cùng đi xét cho cô ví dụ đầu tiên nhá. Cô sẽ có một ví dụ như sau. What do you study English? Tại sao bạn lại học tiếng Anh? Cô nghĩ với loại câu hỏi này chắc hẳn chúng mình đều đã có câu trả lời trong đầu rồi đúng không nhỉ? Bây giờ hãy cùng xem 3 cách trả lời cho câu hỏi này nhá. Có cách đầu tiên là to get a higher salary, để có được một mức lương cao hơn. Vậy cách trả lời này các bạn thấy có to get là động từ đang ở dạng to verb. Vậy thì những anh động từ ở dạng to verb đứng đầu câu như thế này ấy, nó sẽ mang nghĩa chỉ mục đích. Và đây cũng chính là cách trả lời đầu tiên cho câu hỏi với why. Chúng ta cùng chốt lại. Ok, so we have two verbs. Chúng ta có two verbs trả lời cho câu hỏi với why nhá. Ok, còn cách trả lời thứ hai chúng ta có như sau. For my exam, cho bài kiểm tra của tôi. Ở đây các bạn thấy sau giới từ for chúng ta có my exam, nó là một danh từ. Vậy cấu trúc trả lời thứ hai cho câu hỏi về why là for cộng với danh từ, cho ai, cho cái gì. Ok, cách trả lời thứ ba cho why, có nghĩ chắc hẳn chúng mình đều đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Khi nhắc đến why, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến because, đúng không? Cô sẽ có một câu như sau. Because it's necessary for my job. Bởi vì nó cần thiết cho công việc của tôi. Ở đây, sau because, các bạn thấy nó là một mệnh đề đúng không nào? Vậy chốt lại, cách trả lời thứ ba cho câu hỏi về why, chúng ta có because và sau nó là một mệnh đề nhá. Cái này cô mở rộng một xíu này. Các bạn có nhớ là sao because? Các bạn có biết là có những liên từ nào là liên từ chỉ lý do, chỉ nguyên nhân? Đó, và nó sẽ có nghĩa là bởi vì không nhỉ? Rồi, thì cô sẽ thử đánh vần. Sau đó chúng mình hãy đọc to từ đấy lên cho cô nhá. Ok, và từ đầu tiên cô sẽ đánh vần như sau. S-I-N-C-E. So we have since exactly. Từ thứ hai, nó sẽ có hai chữ cái thôi, là A, S. So we have S. Very good. Vậy thì đây chính là ba anh liên từ chỉ lý do, chỉ nguyên nhân nhá. Cùng chốt lại ba cách trả lời cho câu hỏi về why nào. Rồi, đầu tiên chúng ta có to verb chỉ mục đích này. Thứ hai là for cộng với một danh từ hoặc cụm danh từ, cho ai, cho cái gì. Và thứ ba chúng ta có ba liên từ because, as, since, có nghĩa là bởi vì, phía sau chúng cộng mệnh đề. Để tiếp nối với việc tìm hiểu câu hỏi với why, chúng ta sẽ có một lưu ý như sau. Và lưu ý này, cô sẽ đọc câu hỏi cũng như là hai đáp án trả lời. Chúng mình nghe kỹ và sau đó hãy khoan cho cô xem đáp án chính xác cho câu hỏi đó là gì nhá. Ok, các bạn nghe kỹ cho cô nhá. What if we go out for a walk? A. That's a good idea. B. To save cost. Ok, vậy thì đáp án ở đây của chúng ta là A hay là B nhỉ? Chắc hẳn một số bạn sẽ chọn B bởi vì thấy có to save, nó chính là một anh to verb đúng không nào? Nhưng xem thử đây có phải là câu hỏi why bình thường không nhá? Rồi, vậy thì cô sẽ có hiện ra phần transcript như sau. What if we go out for a walk? Tại sao chúng ta lại không ra ngoài đi bộ nhỉ? Cô ấy là that's a good idea. Đó là một ý tưởng tốt. Cô B, to save cost, để tiết kiệm chi phí. Thì khi dựa vào nghĩa các bạn cũng biết được là cô ấy sẽ đoán chính xác rồi đúng không nào? Ok, so the correct answer is letter A. Các bạn nhớ cô, với cấu trúc why don't we or why don't you, đó là cấu trúc về suggestion, đưa ra đề xuất, đưa ra gợi ý. Vậy thì nó sẽ có hai thiên hướng trả lời. Thiên hướng đó là gì? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu qua một slide tiếp theo. Đã gọi là cấu trúc suggestion thì nó sẽ khác với cấu trúc câu hỏi why, về lý do, về nguyên nhân đúng không nào? Vậy hai cách trả lời của nó, cách đầu tiên đó chính là chấp nhận cái lời đề xuất, cái lời gợi ý đó. Được rồi nào? Và cách thứ hai đó chính là từ chối cái lời đề xuất, gợi ý đó. Vậy thì chúng ta sẽ có một số cấu trúc mẫu như sau. Ok, đầu tiên chúng ta có good idea, ý tưởng tốt đấy, đúng không nào? Thứ hai, sounds great, nghe có vẻ tuyệt đấy. I'll think about it. Tôi sẽ nghĩ về điều đó nhá. That would be helpful. Nó rất là hữu ích, đúng không nào?
Rồi, một số cách trả lời mẫu các bạn giúp cô ghi vào nhá. Và cũng như là sâu chuỗi lại những cách trả lời mẫu của các level trước nữa nhá. Rồi, cách trả lời thứ hai chúng ta sẽ có cấu trúc đầu tiên, how about or what about. Nó cũng chính là cấu trúc đề nghị gợi ý đấy. Vậy cấu trúc này đưa ra phía sau nó cộng với verb in để mình gợi ý sang một cái hướng khác, gợi ý sang một cái ý tưởng khác. Được chưa nào? Còn cách thứ hai là other reasons, sẽ đưa ra những cái lý do khác nữa. Thì các bạn cũng nhớ là mình sẽ đưa ra lý do nhưng đừng phủ nhận ý kiến của người ta một cách bất lịch sự nha. Ok, rồi bây giờ cùng đi sang phần practice, phần thực hành với cô luôn nhá. Với bài tập đầu tiên của Why Practice, chúng ta sẽ giúp cô nghe, sau đó điền các cụm từ đang còn thiếu để hoàn thành 4 ô trống trên. Và sau khi hoàn thành xong thì các bạn cũng đừng quên khoanh luôn đáp án chính xác để trả lời câu hỏi ở phía trên nhá. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Number 3. Why are you meeting with Mr. Brown this afternoon? A. In the conference room on the second floor. B. Approximately 5 hours. C. To discuss the new accounting system. Ok, vậy thì chúng ta cùng check xem cái phần transcript của câu này như thế nào nhá. Với câu hỏi chúng ta có Why are you meeting with Mr. Brown this afternoon? Tại sao bạn lại họp với ông Brown vào chiều nay? Các bạn thấy nó là một cái câu hỏi về lý do một cách bình thường, không phải là cấu trúc về suggestion. Vậy cứ áp dụng những cách trả lời chúng mình vừa học nhá. Câu hỏi đầu tiên, in the conference room. Trước cần nghe đến cụm phía sau, các bạn thấy cụm này được bắt đầu bởi một giới từ in, chỉ vị trí, cộng với danh từ the conference room, chỉ địa điểm. Vậy thì nó chắc chắn sẽ trả lời cho câu hỏi với where. Chính xác luôn. Vậy thì chúng mình sẽ loại luôn câu ấy cho cô nhá. Và cô điền luôn cái cụm này, đó chính là on the second floor. Lại là một cụm từ chỉ vị trí nữa, đúng không nào? Đó, trong phòng họp ở tầng 2. Ok, sang to be chúng ta có một từ đó là approximately 5 hours. Vào khoảng là xấp xỉ 5 tiếng. Vậy thì cái cụm này nó là một cụm về khoảng thời gian hay còn gọi là duration. Đúng không nào? Mà cái này các bạn đã được học từ buổi trước rồi. Nó sẽ trả lời cho câu hỏi với how long. Very good. Chúng mình sẽ lại câu B nhá. Còn câu C chúng mình có một động từ dạng to verb. Đó chính là to discuss the new accounting system, để thảo luận về hệ thống kế toán mới. Câu này bắt đầu bởi một active verb, nó là cách trả lời đầu tiên cho câu hỏi về why mà chúng ta đã vừa học lúc nãy. Vậy thì câu này không còn chần chừ gì nữa mà không chọn đáp án C. Ok chưa nào? Rất dễ đúng không? Ok, so move to the next question. Chuyển sang câu hỏi thứ hai nhá. Với câu hỏi này, các bạn sẽ làm như thực chiến luôn. Tức là mình sẽ nghe câu hỏi cũng như là ba đáp án trả lời và sau đó khoanh luôn đáp án chính xác ở câu này là gì nhá. Ok, bắt đầu nhá. Number 7. Why was traffic so bad? A. Because there's a graduation ceremony. B. I checked the weather report. C. Yes, I think so too. Ok, một câu cũng rất dễ loại trừ đúng không nào? Bây giờ cùng quan sát phần transcript của cô như sau. Với câu này chúng ta có câu hỏi là Why was traffic so bad? Tại sao giao thông lại tệ như vậy? Đúng không? Chắc hẳn sẽ có lý do gì đấy. Và ngay câu ấy chúng ta có Because there's a graduation ceremony. Bởi vì có một cái lễ tốt nghiệp. Cấu trúc này được bắt đầu bởi một liên từ chỉ lý do là because và một mệnh đều ở phía sau. Vậy đó là cái as important thứ ba mà chúng ta đã học từ lúc nãy. Không còn ngần ngại gì nữa mà không chọn ngay câu A đúng không? Rồi ok, bởi vì có một buổi lễ tốt nghiệp này. Sang câu B nào. Chúng ta có là I checked the weather report. Tôi đã kiểm tra báo cáo thời tiết thì không phù hợp với câu hỏi của chúng mình. Sang câu C, yes, I think so too. Câu này với WH question, câu hỏi có từ để hỏi và trả lời là yes hoặc no chúng mình loại luôn. Đáp án chính xác là câu A. Ok, rất dễ đúng không nhỉ? Tiếp tục cùng đi tìm hiểu về câu về questions with what. Câu hỏi về what sẽ có những cách trả lời như thế nào? Vậy thì what là một từ để hỏi rất là rộng. Các bạn cũng đã được tìm hiểu ở những level trước rồi đúng không nhỉ? Và cùng ôn tập lại cho cô những câu hỏi đơn giản về what ở các level trước nhá. Đầu tiên cô muốn hỏi về giá cả. Chúng ta sẽ có cấu trúc là very good, what's the price? Đúng không? Muốn hỏi về thời gian có một cái từ để hỏi rất là kinh điển này. What time exactly? Với màu sắc chúng ta có
What color? Và cuối cùng khi muốn hỏi về thời tiết chúng ta có gì nhỉ? Exactly. What's the weather like? Very good. Bây giờ sang trình độ này thì cô sẽ mở rộng cho mọi người những câu hỏi mà dễ bị gây nhầm lẫn cũng như là hơi khó để trả lời với câu hỏi về what nhá. Cô sẽ có một câu hỏi rất thú vị như sau. What is the best way to get to the train station? Cái câu này các bạn sẽ có hai thiên hướng để dịch nhá. Cái đầu tiên đó là cái con đường tốt nhất để đi tới ga tố là con đường nào? Vậy để trả lời câu hỏi này, cô sẽ có cách đầu tiên là road 5 is the fastest. Cái tuyến đường số 5 là tuyến đường nhanh nhất. Nhưng sẽ có một số bạn dịch câu hỏi này một cách khác. Đó là cái cách tốt nhất để đi tới ga tố là cái gì? Đó, thì để trả lời câu này, cô sẽ có how about taking a bus? Với cấu trúc how about cộng với verb in là cấu trúc về suggestion. Câu này, còn về việc bắt xe buýt thì như thế nào nhỉ? Tức là nó đang đưa ra một cái cách thức tốt nhất, đó chính là bắt xe buýt, đúng không? Thế thì với câu hỏi này, các bạn nhớ nhá, sẽ có hai cách dịch cũng như là sẽ có hai thiên hướng trả lời. Vậy khi đi thi, nếu như câu trả lời của chúng ta rơi vào một trong hai cách này thì các bạn cứ mạnh dạn chọn cho cô nhá. Và khi hỏi về cách thức hay là hỏi về phương tiện thì các bạn cũng cần ôn tập và bổ sung lại cho cô các từ vựng liên quan đến giao thông, transportation vocabulary. Thì mình đã được học từ buổi trước rồi, nhưng cái phương tiện trong tiếng Anh là như thế nào cùng với một số cấu trúc nữa thì các bạn nhớ ôn tập lại ở level trước nhá. Tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai về what như sau. Cô sẽ có câu hỏi là what do you think of the new sofa? Bạn nghĩ gì về cái ghế sofa mới? Với câu hỏi có cấu trúc là what cộng với trợ động từ cộng với chủ ngữ và think phía sau là một danh từ hoặc cụm danh từ. Thì cấu trúc này được đưa ra để nhằm hỏi về ý kiến của ai, về điều gì, về cái gì. Và cô có cách trả lời cho câu hỏi này như sau. Is it comfortable? À, nó rất là thoải mái, đúng không nào? Vậy thì với loại câu hỏi về ý kiến, về opinion thì câu trả lời của chúng ta sẽ chứa adjective, sẽ chứa tính từ để mô tả cái ý kiến của mình về đồ vật, về sự việc đó nhá. Ok, cùng chốt lại với cô nhá. Câu hỏi về opinion thì câu trả lời sẽ chứa adjective, chứa tính từ. Ok, bây giờ cùng đi sang phần practice với cô luôn nào. Rồi, tương tự bài này các bạn sẽ có 3 ô trống để chúng mình cần hoàn thành. Vậy các bạn giúp cô nghe hoàn thành 3 ô trống cũng như là khoanh vào đáp án chính xác nhá. Number 1. What time does the bank open? A. At 9 o'clock. B. On Wednesday. C. Yes, it's close to the ATM. Ok, vậy thì với cái từ để hỏi ở trong câu này là một từ hỏi cực kỳ kinh điển của what, đúng không? Nó chính là what time. Chúng ta có what time does the bank open? Mấy giờ thì ngân hàng mở cửa? Ngay câu ấy, at 9 o'clock, vào lúc 9 giờ. Vậy thì với câu hỏi what time mà trả lời là at cộng với 1 giờ ở phía sau thì rõ ràng đây chính là cách trả lời cho nó rồi. Chúng ta khoanh luôn câu ấy nhá. Rồi, còn câu đi on Wednesday. Một anh dối từ chỉ thời gian cộng với ngày trong tuần. Thì đây là cấu trúc trả lời câu hỏi với when, đúng nhỉ? Và câu C, mình có double A question mà trả lời là yes or no. Chúng ta loại luôn câu C nhá. Rồi, vậy thì câu này chúng ta chốt lại đáp án là A nhá. Ok, so move to the next question. Sau câu hỏi thứ hai này, tương tự các bạn sẽ nghe hoàn thành hết cả 5 ô trống ở phía trên. Và song song với đó, hãy khoanh vào đáp án chính xác luôn giúp cô nhá. Ok, bắt đầu luôn nào. What do you think of the new software? A. My computer needs updating. B. Yes, that's a good idea. C. It is better than the old one. Ok, một cấu trúc câu hỏi với what mà chúng ta đã vừa làm quen với nhau xong rồi đúng không? Vậy cô sẽ hiện ra cái phần transcript như sau. Cô có What do you think of the new software? Bạn nghĩ gì về cái phần mềm mới? Cô ấy My computer needs updating. Máy tính của tôi thì cần được cập nhật. Cô ấy đang hỏi về ý kiến, thế nên là cô là chúng ta loại cô ấy nhá. À, cô B chúng ta thấy có yes or no với WA question. Chúng ta cũng loại luôn cô B nhá. Còn cô C nào, cô C có chứa một cái anh tính từ ở dạng so sánh hơn là better. Nó tốt hơn cái cũ. Vậy thì khi câu hỏi về opinion, câu trả lời có chứa một tính từ, chúng ta chọn luôn câu C nhá. Ok, rồi cô nghĩ câu này tức cả chúng ta đều đã làm đúng hết rồi đúng không nào? Bây giờ cùng chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhá.
Rồi, ok, bây giờ cùng đi sang cho cô câu hỏi cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay nhá. Và tương tự như hai bài đầu tiên, thì các bạn hãy làm như vậy luôn cho cô nhá. Bắt đầu luôn nào. What is happening on the 50th floor? A. A meeting is being held. B. No, it's on the second floor. C. To attend the ceremony. Kể cả câu này các bạn không nghe ra được câu trả lời của nó là gì, nhưng vẫn hoàn toàn có thể loại trừ được hai đáp án còn lại đấy. Bây giờ cùng check cho cô phần transcript như sau. What is happening on the 50th floor? Cái gì đang diễn ra ở trên tầng 15 vậy? Cô ấy là a meeting is being held. Một cuộc họp đang được diễn ra, đang được tổ chức. Vậy thì cô ấy rõ ràng trả lời câu hỏi của chúng ta rồi đúng không nhỉ? Nhưng các bạn bị miss qua câu ấy đi, thì các bạn có thể xét thêm câu B và câu C xem thử nó đúng hay sai nhá. Ở đây mình có WA question trả lời là yes or no, chúng mình loại luôn câu B. Không, nó ở trên tầng 2 và lại nhá. Sang câu C, to attend the ceremony, mình có cấu trúc này là to verb, chúng ta đã học từ lúc nãy rồi đúng không? Mình hãy trả lời câu hỏi với why, không trả lời câu hỏi với what, chúng ta loại luôn câu C nhá. Để tham gia vào lễ kỷ niệm. Vậy thì đáp án chính xác ở câu này đó chính là câu A. Ok. Ok rồi cả nhà ơi, vậy thì chúng mình đã vừa hoàn thành xong cho cô việc tìm hiểu về các cách trả lời cho câu hỏi về why và what, cũng như là bài tập vận dụng những kiến thức vừa học. Thì về nhà, cô rất mong rằng mọi người sẽ ôn tập lại kiến thức này, cũng như là ứng dụng linh hoạt chúng vào trong bài tập cũng như là bài luyện đề của mình nhá. Và cô rất mong được gặp lại chúng mình ở video tiếp theo nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye! Mr. TOEIC, đào tạo TOEIC số 1 Việt Nam.